Tháng 5 này, sau 4 năm vắng bóng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk sẽ đánh dấu sự trở lại của giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 Bình Điền. 8 đội bóng chất lượng, 20 trận đấu kịch tính, hứa hẹn mang tới cho khán giả một giải đấu hấp dẫn. Đón xem giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 Bình Điền 2024 từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 5 trực tiếp trên các kênh sóng của VTV, SCTV, On Sport và trên các nền tảng số FPT Play, Kakao, YouTube VTV Thể Thao